Kính thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tới, 20 tuổi, Võ Văn Linh, 30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 33 tuổi để điều tra liên quan đến vụ bắn chết người. Thông tin ban đầu chiều 28 tháng 3, VVN, 33 tuổi, ngụ huyện Tháp 10, Đồng Tháp, có xảy ra mâu thuẫn về chuyện nợ nần với Tới, Linh và Nguyệt tại xã Phú Điền, huyện Tháp 10. Bất ngờ, Linh dùng súng tự chế bắn N tử vong tại chỗ. Sau đó, cả ba bỏ trốn. Sáng 31 tháng 3, Công an Đồng Tháp đã bắt giữ được Linh, Tới và Nguyệt khi cả ba đang lẩn trốn trong một vườn cao su ở tỉnh Bình Dương. Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.